Hai xin chào cả anh em và cộng đồng nha. Chúc mấy anh em và cộng đồng nhiều sức khỏe và luôn luôn làm ăn phát đại nha mấy anh em. Bữa nay mình đi du lịch tới chỗ khu Vinger, thành phố Không Ngủ nha mấy anh em. Là ngoài sau xe lưng mình đó. Đó để mình lắc lên cho mấy anh em xem. Thì hồi mình đi vô đó mình sẽ quay vòng vòng ở trong đó. Trong đó nó có cái gì đó, mình quay cho mấy anh em xem. Bây giờ mình quay camera lại đi, mình quay cho mấy anh em xem. Mình thấy khách vô đó, đó người ta đang đi vô nè. Đó, khách đi vô. Khu vực này là toàn bộ là đi xe điện không nha mấy anh em. Không có cho chạy xe gắn máy vô. Đó, khách người ta đi vô rồi, người ta đi ra. Trong này đông lắm mấy anh em ơi, kìa cái nguyên cái đoàn khách bên đó người ta đi qua nữa. Bây giờ mình cũng đi vô luôn nè. Ở bên đây thì mình thấy để có mấy cái bảng nè, bảng mà ấy đồ nè, bảng đó, nhà gấu đồ nè, đường Việt Theo nè, hồ tình yêu gì tùm lum hết trơn nè. Ở đây là nguyên cái bảng sơ đồ của cái khu vực ở đây nha mấy nè, khu vực đây nè, đây bên đây là cái sơ đồ nè. Sơ đồ khu vực. Bây giờ mình đi vô luôn đi, tiếng đi bộ người ta để này. Trước tiên mình đi vô trong này. Hai bên có hai cái cổng gác hay gì đó. Có người gác ở trong đó. Ở này thấy để cái chữ gì taxi gì. Đây như vô chơi trò chơi gì á. Có vé là ta đi vô mua vé nha. Tại phòng bán vé. Các phòng bán vé nè. Đó người ta mua vé vô, người ta ship hàng, người ta đi vô người ta đi thiền hay vòng cái khu này hay gì nè. Đó. Có ở ngoài đó có mấy chiếc thiền đã đậu sẵn đó mấy nè. Đó. Đó, đi thiền vòng 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 cái hồ tình yêu nè. Đây cái hồ thiền tình yêu nè. Rồi mình sẽ đi vòng cái hồ này nha mấy nè. Đó. Lối ưu tiên cho khách hàng VinFast. Cái dãy ở bên đó thì hình như quán nước hay quán nước với ấy rồi mà mình thấy người ta đi đi vô trong cái chỗ hồ tình yêu này là nhiều mấy anh em. Đó đây ta xếp hàng để ta chờ ta đi nè. Đây cái có bán cái quầy hàng kem rồi nè. Đó. Ta mua vé xong rồi cái đầu người ta đi chạy dài vô trong đó. Thôi xếp hàng ra đi vô. Đừng đi lên cái đó để người ta đi lên cái thuyền này nè. Ta đi vòng cái hồ này luôn á mấy nè. Ta đi ta chụp hình rồi quay phim lưu niệm đồ. Mình thấy người hàng là nhiều nghe mấy nè. Người hàng nhiều lắm, đó. Rất là nhiều người hàng, đó. Khách lên đi theo chuyến nha, để vòng cái hồ này, đó. Mình sẽ đi vòng vòng cái hồ này quay cho mấy anh em xem. Đây khách đi một vòng, đi xong rồi trở về nè, đó là đi xong mình ta về nè, mình đi vòng cái hồ này cho mấy anh em. Đi dài vô trong này. Ở đây thì có bán bán kem dừa đồ nè mấy anh em. Kem cuộn, kem dừa đồ nè. Thôi bây giờ mình quay vô bên cái hồ đi. Cho thuê xe điện. Ở đây thì thường nó người ta chạy một vòng xong rồi người ta đi về.
chạy vòng không người ta về. Mình sẽ đi vòng cái hồ tình yêu này nghe mấy anh. Hai bên thì mấy cái căn nhà này nè mấy anh em. Cái căn nhà này nè là cho thuê cũng có nha. Mình bán cho khách nước ngoài hoặc Việt Nam gì cũng được, là ở nghỉ dưỡng đồ đó, cũng có đầy đủ cho nghe mình. Bán cho khách nước ngoài cũng có, bán cho người Việt Nam có tiền thì mua. Còn này đây, ở đây là thuê cũng có luôn nha, thuê để mình bán buôn bán này kia nữa. Mấy cái văn này nè, mấy văn mà có để hình quảng cáo làm cái gì đó, chăm sóc da hay gì đó nè, cùng phùng cho thuê nè đó, còn phòng cho thuê nè. Cho thuê đêm, cái này thuê đêm. Bên đây là đó, vì sao mà nó giật giật quá vậy đó. Rồi mình quẹo qua cái hồ, mình sẽ đi vòng cái hồ, có gì mình quay cái đó cho mấy anh em. Cái dãy bên kia cũng vậy, cái dãy bên kia mình thấy buôn bán đông sớm hơn, nhưng mà mình đứng bên đây mình quay qua thì nhìn thấy nó đẹp hơn mấy anh em ơi. Đó, tới đây dạy trên đó có cái cầu đi bắt ngang không. Hồ tình yêu, khu thành phố không ngủ đó. Ở đây người ta thuê, người ta bán, gian hàng người ta bán này kia hay nọ rồi đầy đủ hết trơn. Đó, xem bán quán nước, bán gì búa xua chân nón và lưu niệm đồ nó bán đầy chứ. Mình vừa quay trên bờ, mình vừa quay dưới nước luôn, dưới cái hồ luôn đó anh em, cho nó toàn cảnh. Mình sẽ đi vòng cái thành phố không ngủ Queen. Đó, ta lên đây ta đứng chụp hình quay phim rồi dữ lắm. Đó, nhà gấu, nhà gấu lúc nãy mình lấy cái bảng nè, nhà gấu mà vô ông trổng bây giờ mình chưa có vô, bây giờ mình đi vòng theo cái hồ tình yêu thôi. À, mình cũng phải lên trên này, mình cũng phải lên trên này, mình quay phim một quay cho chia sẻ cho mấy anh em xem một vòng với nó đúng không. Đi lên hồ tình yêu mà không đi vô cái cầu này sao được. Đó, đó, hai ba cái cầu luôn. Cái hồ này dài lắm nghe mấy anh em, đi một vòng cũng dài lắm mà. Đó, bây giờ mình sẽ quay qua cho hết cái dàn hồ này cho mấy anh em. Đó, thì người ta đi về đó. Đây quay phim trải nghiệm đi hồ tình yêu đồ. Rồi, đó xong cái, mình mới đi chưa được phân nửa đoạn hồ nữa mấy anh em. Bây giờ mình sẽ đi xuống đi tiếp, mình lên cái cầu thôi. Lên cái cầu mình quay chia sẻ cho mấy anh em thôi. Trong đó thì nhà gấu. Đó, ở đây nhiều cảnh đẹp để người ta chụp hình, bởi vì người ta phái lắm, người ta phái đi lắm. Đó, bên đó ta thiện ta đang đi về, đi về về đi liền luôn. Đến nãy ta đứng ở ngoài chờ còn đông lắm, một chuyến đi hình như là một vé của một gia đình vậy đó, một nhóm đi vậy đó mấy anh em, mà hình như là được có mấy chỗ ngồi nha mấy anh em ơi, được có 4 chỗ ngồi nha. Đó, chiếc thuyền gì được có 4 chỗ ngồi nha. Không,
mình đi vòng với bờ hồ tình yêu nha. Ở đây ai ăn uống uống nước đồ cứ việc ăn uống. Nè, bên này bán nước với bán ấy nhiều lắm. Của ta đi mấy anh em vô khu vực này còn tiếng Hàn là nhiều. Ở đây cũng có một cái cầu nữa nè, bên này dọc bên hồ nước đó. Đây có cái cầu, nẵng cũng có cái cầu sắp giáp rồi mấy anh em ơi. Cái cầu ở đây, cái lối đi lên nó khác cái cầu bển nha, hai bên lối đi lên. Quay gì từ xa, vừa quay lắc cái tay quá trời lắc rồi. Đi lẹ quá nó lắc. Hàng giáp cái bờ hồ rồi mấy anh em, cái khu ở bên đó với bên đây. Bển ta cũng bán đồ ăn thức uống đồ hai bên đều bán đồ ăn thức uống hết, nước mía đồ tùm lum hết. Đi nãy giờ được mười mấy phút đó mình nè, mình đi cũng lẹ lắm á. Nếu mình đi chậm chắc cũng nãy giờ cũng 20 phút đó. Ta đi dòng hồ tình yêu, ta quay phim rồi ha. Đây cũng bán thuốc lốt trà sữa này. Tiền ta đi về đó. Ô, ra cái hồ khúc đằng này bự quá mấy anh em ơi. Dạo quanh cái hồ. Ô, có cái cầu đẹp quá nè. Làm mấy cái dòm xe nắng đi ra như là tương tự như phải đi ngang qua gì mình mới đi được. Chưa giáp cái hồ nữa đó mấy anh em. Hồ tình yêu nha mấy anh em. Đây là hồ tình yêu nha. Cái cầu này mình là nhìn mình kết mũ đen nha. Theo kiểu của nước ngoài rồi. Có cái bậc thang đi lên cầu nè. Mình cũng đi lên quay cho mấy anh em xem. Đi lên trên này quay nó không đẹp mấy anh em ơi, đứng ở dưới quay đẹp hơn, nhìn cái cảnh nó đẹp hơn. Dòm cầu quay gì mình đứng nhìn dòm nó đẹp hơn. Đó, có người đi lên đi xuống này. Đó. Quay cái cầu cho mấy anh em nha.
ra không ai. Đặt cầu nè. Hai bên. Khóa nực rồi. Đó. Đây là dòng mé hồ. Dòng mé hồ tình yêu nha mấy anh em. Mình cũng từ lúc qua anh đây tới giờ mình vô đây cũng mấy lần rồi nhưng mà chưa có vô khu hồ này nghe mấy anh em, với thành phố không ngủ này nha. Ở đây những bức tượng với những công viên á, người ta làm theo dạng của ở nước ngoài không nha mấy anh em, chứ không có của Việt Nam thì cũng ít chứ không có nhiều. Ở đây có bắt cái cầu nhỏ ra nè, đứng chụp hình rồi nè, đẹp không? Nhưng mà giờ này chưa có ai ra đứng chụp hình đó. Đứng ở đây mình quay ở bên cạnh bên đó nhìn thấy đẹp không? Quay cảnh anh em xem. Góc này quay cảnh đẹp nè. Chạy mấy chiếc thuyền này chạy tự rồi vòng vòng qua cái mé hồ này. Mấy chở ra chuyển ngược lại nghe mấy em. Đó. Ở đây là khu vực bán mà mình đi qua không biết là cho không đấy. Đó, này là bác quán ngồi nhìn chắc hả? Ở đây tối hình như có mấy cái đài phục nước, nhạc nước gì nữa hay gì nè mấy em ơi. Hay là biểu diễn múa gối rồi đó mấy anh em. Bởi vì người ta bắt mấy cái bàn quay ra nè. Đó. Cái khu này người ta bắt bàn quay ra là chắc tối chiều tối có cái gì đó. Có múa nhạc hay gì nè. Có gối gì kịch tối được đó. Những khu này là nó bắt bàn dọc ra gì không tối không biết có múa nhạc nước hay gì không à, vậy là ở đây là tối là có nhạc nước đồ không, múa gói đồ không, múa gói nhạc nước. Em mới vô lần đầu em cũng không biết. Con đi vòng vòng phía mạng mà rồi ít có vô đây, rồi bữa nay vô đây chơi nè. Tối có gì ghé lại coi. Cảm ơn anh nha. Rồi ngay chân đây luôn cái đó là khúc chỗ cái làm xi măng với mấy cái dội nước đó nè. Nhạc nước. Nếu mà mình đi một vòng trở ngược lại nữa là nó sẽ là nó hết cái giáp cái hồ luôn nha. Nhưng mà mình không có đi vòng cái bờ hồ này, mình không có đi vòng thêm một vòng nữa. Tại vì cái nãy mình vừa đi mình vừa quay vòng vòng cái hồ cho mấy anh em xem mà. Cho nên mình không có đi vòng qua trở ngược qua bên kia nữa. Qua mấy bên kia. Đúng là qua mấy bên kia quay qua bên đây nhưng mà mình không đi vòng bên kia quay qua bên đây tại vì cái video giá cũng dài lắm anh em. Giờ nãy giờ mình đi hết 19 phút rồi. Thấy cái hình người ta bắt mấy cái bàn ra làm với lại có cái sân khấu người ta diễn đó. Đó tới đây là giáp luôn cái hồ tình yêu.
để mình đi ra ngoài cái đầu đó đó, đứng mình quay trở ngược nó coi nó hết giáp cái hồ không nghe, là đứng chính giữa ngay cái đầu hồ đó. Ở đây chơi cái đồng hồ kiểu gì nè, thụy sĩ hay gì Hà Lan thụy sĩ đồ, mấy cái dụng cụ nữa rồi chơi cắt cái nhà đá cái đồng hồ thụy sĩ. Mình sẽ đi ra đây mình quay giáp cái hồ cho mấy anh em nha. Mình thấy đứng ở đây quay cái cảnh vô đẹp hơn nè. Ở đây thì đứng thì không giáp được cái hồ nha mấy anh em, không giáp được. Đẹp ha. Đi ra xích ra ngoài đó cái nữa mình đứng mình quay vô ra một cái nữa giáp cái hồ nắng mình xem. Ở bên đây á, mấy cái khu này cũng có người nước ngoài người ta vô người ta mua để người ta làm nhà nghỉ dưỡng á mấy nè, như là ở bên nước ra ta làm người ta muốn đi nước khác ta chơi cái rồi có nhà, có nhà rồi ghé ở luôn rồi chơi một cái tháng gì đó. Đó đây là giáp cái hồ luôn nè mấy nè, tốt tốt tới ngoài đằng kia luôn. Để mình gom từ từ lên nha. Gom lên thì nó bắt theo màu không kịp, cho nên nó mờ mờ nè. Nó bắt kịp rồi nó sáng liền. Đó tốt ở trong luôn. Mình làm này mình gom nó bắt cái màu kịp thì nhìn cũng đẹp lắm, nó bắt không kịp cái màu nó đợi mình đợi khoảng vài ba phút mình mỗi một hai giây nó mới bắt kịp cái màu, nó bắt không kịp cái màu rồi cái màn hình nó mở kịp. À. Ra nó bắt màu không kịp phải không? Nó bắt màu không kịp cái nó mờ. Tại hồi nó bắt cái màu kịp lên nó bắt kịp lên. Nó sáng lên. Qua đây cho nó sáng có màu rồi bắt lên cho nó sáng được. Đó, bắt lên sáng rồi đó. Đầu mình đưa qua từ qua nó mới sáng hết. Đó, thấy không? Khi nó bắt màu không kịp á, nó sẽ nhảy màu kỳ lắm. À, mấy anh em ơi, video mình cũng dài rồi mấy anh em ơi, 24-25 phút rồi. À, mình xin dừng video tại đây nghe mấy anh em. Mình chúc mấy anh em nhiều sức khỏe và luôn luôn làm ăn phát tài nghe mấy anh em. Với mấy anh em xem kênh nhớ đăng ký kênh mình luôn mấy anh em ơi. Bye bye mấy anh em nha.